Chào các bạn nha. Có con kỳ nhông nó đang ở sau lưng mình nè. Nó đậu trên cái dây điện để mà nằm tư thế rất là độc đáo các bạn. Mình sẽ quay cái con kỳ nhông cho các bạn xem nha. Mình thấy màu sắc con kỳ nhông quay lại cho các bạn. Rồi các bạn cùng mình hướng mắt về con kỳ nhông nè các bạn nha. Thấy nó chưa? Nó đang bám trên dây điện nè. Cái góc cạnh này quay chắc không được rõ nét hơn là ha. Quay này mình không biết được cái mình nó cảnh này quay không được đẹp, mình ra làm sao thì nó chạy, di chuyển thì nó chạy các bạn, khôn lắm, né. Rồi nhảy rồi. Còn cái nhầm nó nhảy vào bờ tường các bạn. Bờ tường này thì góc quay mình sẽ quay được thấy cái đường nó rất là đẹp ha, nhưng mà hơi xa các bạn ha. Mình zoom lại ha. Thấy nó thở kìa. Thấy cái sừng sườn của nó thở luôn. Chắc dữ luôn. Dùng hết cốt rồi đó các bạn. Nhìn cái chuyển màu của nó đẹp rất là ha. Nhìn cái chân của nó nè. Cái ngón chân nó bấu dưới tường. Rất là dữ luôn. Chân nó bấu dưới tường nè. Rất đặc biệt các bạn ha. Rất đặc sắc đó, đầu nó ngó qua ngó lại đó các bạn, mắt liếc nhìn xuống luôn, thở. Con kỳ nhông này rất là đặc biệt, đổi màu rất là nhiều luôn. Thứ này nó ăn côn trùng các bạn ha, bắt sâu bắt rễ này kia giúp cho người nông dân ăn sâu ăn ruồi ăn kiến luôn. Rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp. Thật là tuyệt vời. Ngó qua ngó lại quan sát. Không biết quan sát cái gì đây. Bây giờ mình sẽ dùng xe ra.
rồi mình di chuyển cái camera lại gần nó các bạn, không biết nó có chạy hay không nha. Nhất nhất là hắn có chiều hướng thay đổi rồi đó. Đây mình có khả năng dùng cái đèn nét cao hơn. Ôi chạy rồi, chạy rồi, chạy chạy qua đám cây nè. Chạy qua đám cây này thì càng nhìn thấy đẹp luôn. Ôi nhìn góc quay này đỏ luôn, nhưng mà bị cái nhánh cây nó che hơi bị uổng quá. Quá trời nhìn nó đỏ đẹp quá các bạn, nó đẹp luôn ơi. Lần đầu tiên mình quay được con kỳ nhông mà có thấy cái góc quay mà màu sắc nó đổi đỏ lên như nè. Làm sao mà với mà bẻ được cái nhánh cây kia đi. Ê, cái gì vậy? Cái gì vô lạnh lạnh dò mình vậy? Đừng nói có anh gì ở dưới nha. Ghê quá vậy? Ây da, ghê quá các bạn ơi. Tự nhiên thấy lạnh lạnh dò dưới à. Có anh gì mà anh khè dưới chắc tiêu à. Màu sắc nó đỏ đẹp quá. Con kỳ nhông này thật là đẹp các bạn ha, thật là đẹp luôn. Lúc trong tàn lá cây nha, rất đẹp. Con kỳ nhông quá trời đẹp các bạn, biến đổi màu sắc về kết hợp với ánh sáng rất là đặc biệt, coi là thấy bất ngờ luôn các bạn. Màu sắc đẹp bất ngờ luôn, các bạn cùng theo dõi nó với mình nha. Có một cái nhánh cây nó bị che ngang, bây giờ mình cũng cắt theo cái nhánh cây này ra.
rồi.